Nay người ta cũng không đi chơi mấy anh em ạ. Năm nay tôi không thấy người ta đi chơi mấy, ít nhất là khu tôi. Khu tôi là thấy không đi chơi mấy, vì khu này thực ra là người ta đến đây chơi, còn mình thì ở đây sẵn rồi nên nó không có nhu cầu gì. À, hôm nay thì tôi thấy có cái video mà gà rán. Đấy, gà rán có show để anh em mình xem. Thực ra cái này thì nó chả có gì mới cả. Những cái thông tin này là bên phía Nexon họ đã up mấy ngày trước, mà hôm nay thì Việt Nam mình dịch lại và mang lại cho những anh em ở cộng đồng Việt Nam xem những cái thông tin gọi là showcase nó như thế nào. Lát nữa chúng ta cùng xem thôi. Đây, mấy cái này là toàn là thắc mắc trên kênh của anh em suốt ngày hỏi tôi. Ưu tiên sửa lỗi đã xác định dựa trên các động thái và tần suất có thể xảy ra trong trò chơi. Tức là cái lỗi nào xuất hiện nhiều thì mới fix, còn lỗi nào mà ít thì từ từ. Đây, câu hỏi các ông cứ suốt ngày hỏi đây, liệu có nớp AI hay không đây này. Ví dụ Zidane back to back 8 năm ngoái thì rất xuất sắc, nhưng vẫn cầu thủ đó bây giờ lại không còn cảm giác tốt như trước. Đây đây, suốt ngày các ông hỏi cái này đây này. Việc phát hành một mùa thẻ mới sẽ không làm thay đổi hoặc giảm thuộc tính các cầu thủ hiện tại. Bởi vì nói thẳng ra là mùa thẻ mới chúng tôi còn éo chăm chút nữa là mùa thẻ cũ chúng tôi đi nớp làm cái đóe gì, đúng không? Mùa thẻ mới chúng tôi đang còn éo làm ke chứ mùa giải cũ ke làm cái gì. Ý của anh Hàn Sẻng này là như vậy. Đây, kỹ năng và chỉ số trung bình của đội bóng đã được liên tục tăng lên do việc tăng lương đội và phát hành nhiều mùa khác nhau. Các bạn có nhớ là tôi có nói là tăng cái giới hạn vật lý không? Đấy thì đấy là một trong những cái cách mô tả để các bạn dễ hiểu. Chà, ngày xưa thì cái con chỉ số 95 nó có thể là bá đạo, nhưng bây giờ chỉ số nó phải 125 cơ thì nó mới bá đạo. Và những câu hỏi trên kênh này. Úi dồi, sao ông này phải quỳ? Sao phải quỳ? Ngồi thẳng lên. Xin chào, tôi là Uwan Jon, nhà sản xuất trò chơi của EA Hàn Quốc, EA Spearhead đặt ở Hàn Quốc nha. Nhà sản xuất trò chơi nghĩ sao về chiến thuật 10 cầu thủ lùi sâu đang là vấn đề nhức nhối? Đấy. Thì xin đại diện cho cộng đồng các game thủ Hàn Quốc trả lời rằng á là chiến thuật lùi sâu 6 hậu vệ là do game thủ Hàn Quốc nghĩ ra, nhưng mà chúng tôi nghĩ ra nhưng mà chính bản thân chúng tôi đá cũng không tốt. Đấy, chúng tôi lại để mấy ông Việt Nam đá tốt hơn. Đấy, meta mà thủ lùi sâu nhiều hậu vệ là meta mà Việt Nam giành vô địch. Cho nên là chúng tôi phải fix lại. Chứ không là để mấy ông Việt Nam vô địch suốt không được. Đấy, đấy là lý do mà cảm thấy chung là thủ sâu nó nhức nhối quá. Thì cái này thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý thôi. Còn tôi cũng là một người chơi ở Việt Nam, tôi hoàn toàn đồng ý thôi. Ông cũng không thích thủ sâu. Vấn đề là ai thủ sâu kệ người ta, không phải việc của mình. Thì để xem là cái ông Hàn Quốc này ông ấy sẽ giải thích như thế nào. Ông này không phải quỳ nữa nha, cứ ngồi thẳng lên, quỳ làm cái gì. Đấy, đang giải quyết vấn đề này. Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của chiến thuật 10 cầu thủ lùi sâu là sự kết hợp giữa 10 cầu thủ lùi sâu kết hợp cùng một số chiến thuật nhất định có ít rủi ro hơn so với việc sử dụng lối chơi chuyển trạng thái nhanh. À, tức là ông ấy đang nói là bởi vì là những người tấn công thì thường là người ta sẽ để cái chiến thuật là chuyển trạng thái nhanh ấy. Các bạn cũng thấy là đa phần các vận động viên Hàn Quốc thì họ đều chơi là chuyển trạng thái nhanh. Đấy. À, cho nên là nếu mà đã chuyển trạng thái nhanh thì cần cầu thủ lui về phòng ngự lâu hơn, nhanh hơn khi mà mất bóng, cho nên họ phải để lui về. Còn cá nhân tôi vẫn hay nói với các bạn là nếu mà để thủ lui về thì hậu vệ của mình nữa rất là thụ động. Hậu vệ mà rất thụ động thì các bạn phải có kỹ năng phòng ngự cao. Còn nếu mà các bạn chỉ đơn giản là để lui về để cho cái số lượng hàng phòng ngự, cầu thủ phòng ngự nó về nhanh hơn ấy, thì các bạn chỉ đảm bảo được mật độ thôi, còn không thể đảm bảo được cái việc là hậu vệ nó sẽ cắt bóng. Bởi vì nếu để thủ lui về thì hậu vệ cực kỳ thụ động, cho nên tôi là thường khuyên các bạn để cân bằng. Đấy, tôi hay khuyên các bạn như vậy. Các bạn để thủ lui về là kỹ năng của các bạn phải cao, phải biết bẫy việt vị, phải biết đổi người chuẩn, phải biết tắc bóng dính. Thì tôi thấy là đa phần anh em mà từ tầm độ danh khách đấu trở xuống thì đều thiếu ba cái này. Nó thiếu ba cái này mà để lui về thì thủ rất là toang. Và như vậy zone 14 nó chống hoạn. Zone 14 chống thì nó sút cho mầm mầm thôi. Thế cho nên là học những cái kỹ năng của game thủ xịn ấy, những cái ông game thủ tầm cao á, cũng không có nghĩa là sẽ cải thiện được cho các bạn nếu các bạn không hiểu về game. Tôi thì vẫn khuyên anh em là để thủ cân bằng.
Trong trường hợp sử dụng 10 cầu thủ lùi sâu, đó là một chiến thuật phòng thủ cực đoan cho phép người chơi từ bỏ kiểm soát trận đấu. Do sức mạnh của lối chơi chuyển trạng thái nhanh khiến người chơi mạnh cả về công lẫn thủ. Trong trường hợp sử dụng 10 cầu thủ lùi sâu, đó là một chiến thuật phòng thủ cực đoan cho phép người chơi từ bỏ kiểm soát trận đấu và chờ tình huống phản công. Chúng tôi hiện đang quá trình thử nghiệm sau khi hoàn thành công việc liên quan. Rồi. Sẽ cập nhật sớm trong thời gian hài lòng huấn luyện viên. Thực ra thì ngày trước ấy, cái thời mà Meta 8, các bạn biết là những cái người mà tiên phong trong việc mà đổi sơ đồ liên tục như kiểu iRobot thì đổi sơ đồ rất nhiều, và thời điểm đó mỗi lần mà các bạn đổi sơ đồ ấy, thì chiến thuật áp dụng lên cầu thủ ngay lập tức. Tức là các bạn đang ở trong cái trạng thái tấn công mà các bạn đổi sang sơ đồ thủ thì cái chiến thuật nó áp dụng cho cầu thủ ngay lập tức. Thế nhưng mà trong cái phiên bản 9.6 hiện tại, nếu bạn nào để ý thì mỗi lần các bạn đổi sơ đồ chiến thuật, cầu thủ nó sẽ mất từ 2 đến 3 giây để nhận lệnh. Đấy, tức là nó sẽ bị ngơ ngớ rồi một lúc, sau đấy thì nó mới nhận lệnh mới. Thì cái này cũng đã là cái mà game nó fix rồi. Game nó cũng fix lại cái việc mà đổi sơ đồ liên tục rồi. Đấy là lý do vì sao tôi nói là đã đổi sơ đồ liên tục cũng không phải dễ. Thứ nhất là bản thân mình bị mất tập trung, đúng không? Đấy, thay vì một tình huống ấy, mình nghĩ về cái việc là mình bắt bài, mình chặn passing line các thứ như thế nào, mình cài người ra sao, thì mình lại phải phân tán cái việc đó bằng cách là bấm đổi đội hình. Và như vậy nó đã khiến cho bản thân mình bị mất tập trung rồi. Có thể trong một tình huống mà đối phương nó chuyển trạng thái nhanh, nó chọc một quả khe từ sân nhà chạy chọc tít lên mà mình bấm đổi đội hình vào thời điểm đó theo thói quen, thì lúc đấy chính là lúc mà mình dâng bóng cho đội bạn sút. Cho nên là đá nhiều sơ đồ trong một trận đấu không phải dễ. Và nếu như các bạn có nhìn các game thủ Hàn Quốc họ đá trong cái giải EK League vừa rồi thì các bạn cũng thấy là thực ra họ không đổi nhiều. Hai cái người chơi xuất sắc về mặt cá nhân là Quark Junhyeok với lại là Cáo Chan ấy, nó không có đổi nhiều. Nó chỉ đổi khi những cái tình huống thực sự đặc biệt, ví dụ như là bóng cuối này, đấy, thủ kích off cái gì đấy thì nó mới đổi thôi. Còn trong trận thì gần như nó không đổi. Bởi vì sao? Mỗi lần đổi như thế nó bị mất tay. Đó là lý do. Thế thì đó cũng là một cái mà game nó đã fix lại rồi. Tuy nhiên ấy, trong cái việc mà fix cái trường hợp mà gọi là chuyển trạng thái về mặt chiến thuật ấy, thì nó lại sinh ra những cái lỗi khác mà đến bây giờ nó vẫn đang tiếp tục fix. Một trong những cái lỗi cực kỳ khó chịu đấy là bản 9.4. Cái đây khoảng 2 tháng thì chúng ta chơi một cái bản 9.4 là cái bản hậu vệ cực kỳ là chậm chạp, xoay lưng chậm, địa tình huống chậm, đúng không? Đấy là cái meta mà cứ chọc ra biên xong đấy ZA vào trong ấy. Đấy, anh em còn nhớ không? Meta mà tạt cánh kiểu gì hậu vệ nó cũng thua đấy. Đấy là 9.4. Si Sui gửi 5.000 lớp du baby. E đã có Basin Icon 5. Crespo The Moment có đang thay thế Basin và hy sinh giảm lương các vị trí khác cô A? Không em ạ. Tất cả những con Moment nếu như mà em phải chơi theo cái dạng là cộng thêm 10 lương thì không đáng dùng. Đấy thì là những cái mà họ đang fix. Thì vào thời điểm hiện tại phiên bản 9.6 mà chúng ta đang chơi thì hậu vệ vẫn bị ngơ trong những tình huống đánh đầu. Đấy là lý do vì sao mà các bạn thấy là nhiều người ta vẫn thích chơi phản công biên. Bởi vì đưa bóng ra biên là một trong những câu chuyện dễ nhất về mặt build up play trong tất cả các tựa game bóng đá luôn. Cứ đưa quả bóng ra biên này tạt. Vì sao? Khi mà các bạn tạt bóng ấy, thực tế là các bạn không cần quan tâm đội bạn thủ bao nhiêu người. Ông có thủ 1 người hay là ông có thủ 10 người đi nữa thì đối đầu với một pha bóng bổng nó cũng gần như là như nhau. Bởi vì bóng bổng tạt vào theo phương ngang, điểm kết thúc sẽ là đưa quả bóng theo phương dọc. Như vậy nó chỉ có một điểm cắt duy nhất thôi. Một cái điểm cắt duy nhất thôi. Đó, trên toàn bộ cái quá trình mà build up và đưa quả bóng vào đến khung thành, nó chỉ có một điểm cắt thôi. Thế thì việc mà ông thủ đông mà ông đánh đầu dở thì nó cũng như nhau. Đấy là lý do vì sao mà để có thể là khai thác được những cái đội hình thủ đông mình nên tạt cánh là vì như vậy. Vì là phối hợp thì các bạn sẽ phải đi qua nhiều bước, nhiều khâu. Đấy, và sẽ phải qua nhiều vật cản hơn so với việc là tạt cánh. Tạt cánh thì nó chỉ có một cái điểm cắt duy nhất đấy thôi. Thế là ông ăn được rồi. Thì hiện tại hậu vệ nó đang bị đơ. Muốn Adesson trên line thì gửi vào đâu ạ? Hậu vệ nó đang bị đơ trong những cái tình huống mà tạt cánh các bạn. Điều này thì trong cái thông tin mà bên Hàn Quốc họ đưa ra thì họ sẽ fix dần dần. Họ sẽ fix dần dần, hiện tại thì vẫn chưa. Tiếp nè. Nguyên lý một phần của trò chơi liên quan đến việc tiền đạo có tốc độ cao bị hậu vệ tốc độ thấp bắt kịp là gì? Đây là nhiều ông, dạo này nó đang giải thích cho cái
cái là nhiều anh em than là handicap ấy các thứ này. Đây. Đấy, tiền đạo xịn mà bị hậu vệ lởm này. Tôi có thể khẳng định với các huấn luyện viên rằng sự khác biệt về khoản về khả năng tốc độ là rõ ràng, ý là chỉ số là rõ ràng là khác biệt. Tuy nhiên trong các tình huống khi các cầu thủ của huấn luyện viên đang chạy, có thể kể đến như là dê dắt bóng, đảo hướng chạy hoặc thay đổi hướng chạy này, cùng nhiều yếu tố khác nhau đều được xem xét và tích hợp lại. Bằng cách này các cầu thủ có tốc độ thấp có thể bắt kịp được cầu thủ sở hữu tốc độ cao. Đấy, thì điều này thì tôi thấy là ông này ông cũng nói một cách chung chung thôi. Ý là trong một tình huống bóng diễn ra thì nó có nhiều yếu tố, thì đúng là trong ngoài đời nó cũng vậy thôi. Cái điểm tiếp xúc không tốt này, cái đà băng lên chưa tốt này, cái pha mà xử lý bước một không gọn này, thì nó cũng đều dẫn đến cái việc là nó bị loằng ngoằng, nó dài dòng. Nó sẽ dẫn đến việc các cầu thủ khác nó có thể theo kịp. Điều này thì đúng thôi, ngoài đời hay là bất kỳ tựa game bóng đá nào cũng vậy. Nhất là một tựa game như kiểu FIFA hay bây giờ là FC Online. Số lượng đa giác và số lượng cử động của các cầu thủ là nhiều. Càng nhiều animation vào game mà những animation đó mà không mượt thì nó sẽ càng làm cho cái cầu thủ đó bị đơ, bị ngơ. Điều này nó đã thể hiện ở trong những cầu thủ như kiểu Marco Van Basten, Eric Cantona, Lucio. Đấy, rất nhiều cầu thủ khác nữa, tôi đưa ra những cái ví dụ vậy để anh em có thể hình dung. Đấy là những cầu thủ mà animation nó không mượt, mặc dù chỉ số nó rất to. Đấy, nhưng mà các bạn sẽ thấy là nó hay có hiện tượng quay lưng chậm và các thứ. Thì những cầu thủ kiểu như là Zidane ngày xưa cũng gặp vấn đề này. Zidane hồi mà mới về ở cái phiên bản Icon ấy là cũng bị. Đấy, rất là lâu rồi cũng bị. Tức là animation rất khó chịu. Nhưng mà sau đấy thì Zidane được fix lại. Thành ra bây giờ Zidane rất ngon rồi. Trước đây thì không ổn lắm, bây giờ ngon. Thế thì cái câu chuyện mà ông này ông giải thích thì tôi hiểu được. Thì đại loại là mình đá mà mình cảm thấy con nào mà nó gặp vấn đề ấy, thì không cần phải cố đấm ăn xôi làm gì cả, bỏ luôn. Đấy, vì trong game nó có quá nhiều cầu thủ, nó thoải mái. Nó quá nhiều cầu thủ cho nên là không có gì cả. Hiện tại thì cái huấn luyện viên đỡ bước 1 đang cực kỳ bá đạo, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể tận dụng cái này. Huấn luyện viên đỡ bóng bước 1 thì đã bá đạo từ rất lâu. Đã bá đạo từ rất lâu, từ những cái phiên bản cách đây mấy tháng cơ. Nhà phát hành game cũng đã fix lại cái huấn luyện viên đỡ bước 1 tương đối. Nhưng vào thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang rất bá. Các bạn hoàn toàn có thể tận dụng cái meta này. Đấy, đỡ bước 1 thì đơn giản thôi, các bạn nhấn 2 lần chạy nhanh cộng với hướng là xong. Rồi, tiếp. Nội bộ chúng tôi xem xét rất kỹ lưỡng về AI phòng thủ. Mức độ cân bằng AI phòng thủ có rất nhiều yếu tố chủ quan. Nên tôi nghĩ các huấn luyện viên có thể cảm nhận rõ sự khác biệt ngay cả với những thay đổi nhỏ. AI phòng thủ tất nhiên là yếu tố bị ảnh hưởng đến số bàn thắng trung bình mỗi trận. Yếu tố ảnh hưởng, cái này thì rõ ràng thôi. Cái này thì mình cũng nói các bạn là thực ra không đến mức là hậu vệ nó sẽ bị đần độn như vậy. Tuy nhiên là bóng đá ngoài đời là một trận đấu 90 phút. Bóng đá trong game chỉ là một trận đấu 8 phút thôi. Ngoài đời thì 90 phút thì chúng ta có thể chứng kiến độ 5-7 bàn thắng. Mà thực tế thì cũng không như vậy. Chúng ta vừa xem một trận đấu của hai đội bóng có thành tích ghi bàn cũng như là phòng ngự rất là xuất sắc của giải Ngoại hạng Anh, đúng không? Arsenal với lại Liverpool. Đấy, tức là hai đội bóng cho đến thời điểm này có thể coi là tấn công thuộc dạng xuất sắc nhất của giải Ngoại hạng. Hai đội hôm qua gặp nhau tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng mỗi đội cũng chỉ có một bàn trong 90 phút. Thì nếu như mà làm hậu vệ nó khôn quá hay là nó giống ngoài đời quá, thì trong một trận đấu 8 phút các bạn ghi nổi bàn không? Đấy là câu hỏi. Bây giờ chúng ta đang gói gọn một trận đấu 90 phút xuống còn 8 phút. Đấy, thì nếu như mà làm cho bóng đá nó thật ấy, ghi nổi bàn không? Đấy, với việc mà khó ghi bàn thì tôi nghĩ rằng là số lượng người bỏ game sẽ nhiều hơn. Hiện tại thì hậu vệ nó cũng ngơ thật, nó kém thật, nhưng mà ghi được bàn. Chứ còn nếu mà tăng hậu vệ lên cho nó khôn ấy, đấy thì câu hỏi đặt ra là có ghi được bàn không? Không ghi được bàn thì chắc là bỏ game sớm hơn, đúng không? Thôi thì bây giờ hậu vệ nó dở nhưng ghi được bàn thì vẫn đá được, ức chế tí. Nhưng mà hậu vệ mà khôn còn ức chế hơn. Đến lúc mà đã ghi được bàn ấy, là bỏ game hết. Cho nên là đây là cái mà người ta hiểu vấn đề nhưng người ta khó làm khác được. Vì trận đấu có 8 phút thôi.
Đó là lý do anh em ạ. Đấy thì nó nói là cái việc mà cân bằng AI phòng ngự nó hoàn toàn có thể dẫn đến cái việc mà trận đấu không có bàn thắng nào. Đấy thì những người làm game thì người ta cũng cố gắng để cho trận đấu có nhiều bàn thắng hơn. Đấy, thay vào đó và thay vào cái việc mà phụ thuộc vào AI phòng ngự ấy. Đấy nó đang nói theo cái hướng đó, tức là thay vì cái việc mà người chơi phụ thuộc vào AI phòng ngự thì nên thận trọng hơn và học kỹ năng phòng ngự. Nhưng thích hợp nhất là không gây nên sự nản lòng trong việc tấn công, anh em thấy không? Đấy, mình vừa giải thích xong, mình còn chưa xem ông này nói cái gì, nhưng mà đấy, những cái mình nói chuẩn chưa? Không nên gây sự nản lòng trong việc tấn công, bởi vì là với những người mà mới chơi, họ chưa thực sự hiểu về hệ thống vật lý và meta game, đúng không? Thì với họ, cái việc ghi bàn cực kỳ là khó khăn. Nhưng anh em mình đá nhiều, có thể anh em mình biết là sút DD góc này vào, sút ZD góc kia là ăn. Nhưng mà với những người mới chơi, mới sở vào game á, họ chưa biết được cách sút như thế nào, thậm chí chưa biết được lực sút ra sao, đỡ bóng bước một làm sao. Thì tăng AI hậu vệ cũng như là thủ môn nó sẽ khiến cho họ không ghi được bàn. Và với những người mới chơi mà không ghi được bàn rất nản. Nản cái họ bỏ game chứ, nhà phát hành thiệt. Không có người chơi mới, thiệt. Đấy là lý do vì sao mà đó giải thích đó. Hiện tại AI phòng thủ đã được đánh giá là phù hợp, ngoại trừ một số tình huống liên quan đến việc chọn vị trí và xác định mục tiêu. Tôi quá mệt mỏi với những thay đổi thường xuyên trong lối chơi, liệu sẽ còn những thay đổi nào nữa trong tương lai? Tức là có một số người thì họ đưa ra cái cảm xúc của họ, đấy là việc thay đổi meta liên tục nó khiến cho họ cảm thấy không thích nghi được, hoặc là cảm thấy mệt mỏi. Cái này là một trong những cái luồng ý kiến mà ở cộng đồng Việt Nam cũng có. Tuy nhiên thì với cá nhân mình nhá, mình lấy cái góc độ của mình ra này, thì mình thấy là việc thay đổi meta liên tục là một cái hay các bạn ạ. Thay đổi meta liên tục là một cái hay, để vì sao? Bởi vì là nó tránh cái sự nhàm chán. Mình vào game mình sẽ có mục tiêu hơn. Chứ còn nếu mà meta không đổi thì nó không có cái mục tiêu gì trong game cả. Vào game cảm giác không có gì để chinh phục, chán. Với mình là như vậy, bởi vì con game này thực ra nó cũng đã phát hành được hơn 5 năm rưỡi rồi. Hơn 5 năm rưỡi là một quãng đường rất là dài. Nó dài và nó cũng đã là một cái món ăn mà chúng ta hàng ngày ăn chán. Bây giờ không thêm mắm thêm muối vào, không thay đổi meta liên tục thì nó không tạo ra bất kỳ một sự hứng thú nào. Tuy nhiên thì có nhiều người có thể là bởi vì cái thời gian chơi game của họ ít, hoặc là sự cái việc kỳ gửi 5.000 lớp su baby nhu cầu ở kênh anh Bình thực sự là ít sự vui vẻ nhưng sẽ giúp mọi người hiểu hơn về game. Nó không có nhiều sự trải nghiệm hoặc là không chịu khó luyện tập ấy, thì không theo được là chuyện rất bình thường. Ở Việt Nam cũng nhiều người có ý kiến này. Tuy nhiên thì tôi lại nghĩ ngược lại. Nó thay đổi liên tục thì nó mới tạo ra hứng thú. Tuy nhiên trong khoảng mấy tháng gần đây thì chúng ta gặp một hiện tượng là cái thay đổi này nó đến từ việc game tồn tại quá nhiều lỗi. Cái vấn đề là nó lỗi game nhiều quá. Đấy, lỗi meta nhiều quá. Một cái ý tưởng mà người làm game họ đưa vào, họ sửa cái này thì lại gây ra lỗi ở cái kia. Đấy chính là cái mà người chơi khó chịu nhiều. Cái lỗi meta thì người ta cũng thừa nhận thôi, bởi vì là làm một con game nó cũng không dễ. Mình sửa cái này lại dẫn đến cái kia. Giả sử như mình tăng cái tỷ lệ sút xoáy chẳng hạn, thì rõ ràng là tỷ lệ bàn thắng nó cũng cao. Tỷ lệ bàn thắng cao, nhưng các bạn biết là meta có những thời điểm mà nó rất là thịnh hành sút xoáy. CDM người ta toàn dùng Toni Kroos với lại là David Beckham, đúng không? Mặc dù đấy không phải là hai người tranh cướp bóng tốt, đấy, đánh chặn thì cũng ở cái mức gọi là trung bình thôi. Thế nhưng mà CDM toàn dùng David Beckham bởi vì sao? Bởi vì ZD mà, meta ZD mà. Đấy, những cái đường cong gọi là không tưởng đã được vẽ ra. Thì họ tăng cái này thì nó lại sinh ra cái kia. Bởi vì con game này nó bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Thành ra là có những cái fix phát thì lại dở. Có những thời điểm họ đã fix DD quay đít, đúng không? Meta 9.0 fix DD quay đít. Những cái tình huống dứt điểm quay lưng của các tiền đạo thực sự là cực kỳ nhức nhối, vì ngoài đời gần như các bạn không thể làm được như vậy. Đã quay lưng sút lại còn căng và mạnh, bóng cuộn lên, đấy là điều ngoài đời gần như không thể làm được. Trong game thì làm liên tục. Thế nhưng mà khi mà họ fix lại thì họ cũng thấy là số lượng bàn thắng giảm đi. Bởi vì là người chơi game nhiều khi thì mì ăn liền. Bóng đến trong vòng cấm địa rồi thì chỉ có sút thôi, chứ còn
ngoáy ngoáy hay là tạo cơ hội hay là che lưng làm cái đách gì nữa. Nhiều ông là đá thì bóng vào đến là bấm sút. Thành ra là với những người chơi kiểu như vậy thì số lượng bàn thắng của họ giảm đi nhiều quá. Thì họ lại khó chịu. Bây giờ là được lòng ông này lại mất lòng ông kia mà. Ví dụ những cái ông mà đá ở cái danh cao hơn, người ta có cái khả năng xoay sở trong vòng cấm tốt, người ta biết đè C, người ta biết mở góc, người ta biết làm skill trong vòng cấm, thì họ thấy là thì nớp quay lưng sút thì cũng bình thường, nớp cái này tôi sút kiểu khác, tôi không sút quay đít nữa. Thì đấy là những người có kỹ năng. Thế còn những ông mà chưa có kỹ năng mà lại còn lười luyện tập, bây giờ mà phích quay đít sút là đánh sút được. Cầu thủ mùa thường cộng cao chỉ số ngang ngửa icon thì có đá hay như icon cô A. Đấy, tức là đánh sút được. Không sút được thì lại thôi lại phải kéo lại một tí. Cho nên các bạn thấy là hiện tại thì cái việc quay đi sút nó lại quay trở lại. Nó không bá như ngày xưa nhưng mà nó lại quay trở lại. Đó là những cái mà được lòng người này mất lòng người kia là vì như vậy. Những thay đổi nào trong tương lai thì tôi chắc chắn là sẽ còn thay đổi nhiều. Bởi vì ngay cả cái phiên bản chúng ta đang chơi nó đang tồn đọng rất nhiều lỗi mà. Cho nên kiểu gì nó cũng sẽ có những cái thay đổi tiếp theo thôi. Thay đổi cải tiến gameplay Doãn của trò chơi 10.000 lớp là điều cần thiết. E cũng đồng ý nên thay meta nhưng tầm 3-4 tháng thay đổi lần thôi. Chứ thời gian chơi game chưa được 1 tiếng mỗi ngày thì làm quen meta cũng cực. Thực ra thì đa phần là meta nó thay đổi, tức là cái định hướng lối chơi của meta á. Đấy, định hướng lối chơi là thường là 6 tháng một lần đó Hoàng. Đấy, tuy nhiên thì năm nay game FC24 tàn sớm hơn. Lý do rất nhiều thứ. Đấy thì bản thân EA nó cũng đang rất bận bịu cho con FC24 của nó. Nó khiến cho EA Spearhead, tức là cái nhánh con của EA tại Hàn Quốc, họ phải làm rất nhiều thứ với tựa game FC Online. Và như các bạn đã thấy là bắt đầu từ cái phiên bản 9.0 đến bây giờ thì nó cực kỳ nhiều lỗi rồi. Bản nào cũng có lỗi. Cái bản 9.6 của chúng ta vào thời điểm hiện tại thì đã tốt hơn những cái bản trước đây. Tốt hơn. Nhưng mà nó vẫn đang còn có lỗi. Đấy, cho nên là không phải là nó muốn thay đổi nhiều như vậy đâu em. Đa phần là sửa lỗi những cái đang tồn đọng. Chính vì cái việc mà lỗi nó tồn đọng nhiều và liên tục như vậy cho nên chúng ta mới có nhiều cái bản cập nhật như thế. Chứ còn về định hướng meta là thường là 6 tháng một lần. Đấy. Có khá là ít lỗi liên quan đến việc quyết định của trọng tài và những trường hợp còn lại không xảy ra phổ biến. Tuy nhiên thì chúng ta biết là cái lỗi của trọng tài đa phần nó đến từ cái lỗ hổng của engine vật lý game. Ví dụ như là trong hai trường hợp, trong hai cái quyết định thổi phạt chẳng hạn, hai cầu thủ va chạm với nhau. Đấy, thì cái việc xác định lỗi là của cầu thủ nào nó đến từ cái việc tương tác vật lý của hai cầu thủ đó như thế nào. Nhưng mà cái engine này là engine quá cũ rồi. Cái engine này là Ignite engine, phát triển từ rất là lâu và được ra mắt vào năm 2014. Thì cái phiên bản này nó quá lâu rồi. Nên cái việc là xác định va chạm nó cũng khó. Và thằng trọng tài thì nó là lập trình mà, đôi khi nó không có xác định được ai mới là cầu thủ thực sự phạm lỗi. Cho nên là nó đưa ra quyết định sai. Và đó là vấn đề liên quan đến cái nền tảng của con game này rồi. Cho nên là tôi nghĩ là fix nó cực kỳ khó. Cái thứ hai là bộ luật của trọng tài. Thì nếu như các bạn có để ý thì trọng tài trong game FC Online mà chúng ta đang chơi không cập nhật luật bóng đá mới. Không cập nhật luật bóng đá mới. Thì tôi không biết là cái này nó có thể thay đổi được không. Cái này thì về code game thì lý thuyết là thay đổi được. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là gần như là nó vẫn bắt bẫy việt vị và những cái tình huống thổi theo luật của bóng đá vào những cái năm 2014. Tức là luật rất là cũ rồi. Đấy là những cái mà rất nhiều bạn xem bóng đá thường xuyên thì sẽ thấy là ở trọng tài bắt ngớ ngẩn và sai. Vấn đề là một sự sửa đổi nhỏ về logic phán đoán của trọng tài. Ví dụ như là nếu mà chúng tôi sửa trọng tài thì có thể dẫn đến nhiều phán quyết vô nghĩa hơn. Ý là bây giờ mà sửa là còn toang hơn. Ông đang dọa người chơi đúng không? Ông đang dọa người chơi đúng không? Tức là ông mà sửa là nó còn kinh hơn đúng không? Ok. Tuy nhiên so với thời gian chúng tôi có thể chỉnh sửa những trường hợp được coi là cái gì đây? Được coi là không quan trọng đúng không? Thì sẽ bị liệt ra khỏi mức độ ưu tiên. Các trường hợp còn lại cũng sẽ được kiểm tra cập nhật để đảm bảo đưa ra phán quyết hợp lý nhất.
liệu handicap có thực sự tồn tại trong trò chơi. Thực tế là khi mà đang dẫn trước 2-0 nhưng có vẻ như đối thủ đang đuổi theo 2-2, handicap xuất hiện vào những thời điểm này dẫn đến mất bóng thường xuyên. Tôi nói thật với anh em chứ, mấy ông Hàn Sẻng này mẹ chắc là nằm vùng trên cái kênh này. Bởi vì là những cái điều mà chúng ta thường xuyên nói hàng ngày, thế quái nào mà đưa hết vào clip này ta. Những cái điều mà anh em trên kênh này cũng như là tôi thường xuyên phải đi giải trình với các bạn thì nó lại đưa hết vào cái clip này. Thì tôi không biết là đại diện của bên Hàn Quốc trả lời thế nào nhá. Nhưng mà aura hay không là có thật. Aura này nó cực kỳ rõ ràng. Cực kỳ rõ ràng chứ không phải là bị mù mờ gì hết. Khi các bạn đang dẫn 2-0 thì đối phương sẽ có một năng lượng không biết đến từ đâu và cực kỳ dễ comeback. Và các bạn nếu như đá không cẩn thận sẽ bị gỡ 2 đều. Và khi các bạn đã bị gỡ 2 đều thì các bạn rất dễ có thể là bị sấp luôn. Cái aura 2-0 này nó rất rõ ràng ở FIFA truyền thống. Nó rõ hơn ở FIFA truyền thống. Tuy nhiên thì ở FIFA Online 4 hay là FC Online thì cái điều này nó hơi khó hơn một chút. Nó hơi khó nhìn hơn một chút. Nhưng mà dạo này thì cũng khá là dễ thấy rồi. Cái handicap trong game bản thân câu hỏi này nó đã sai. Cái handicap thực ra là một cái thuật ngữ mà người chơi tự đặt ra. Cho nên bản thân câu hỏi này đã sai. Người chơi hỏi là có handicap không? Cái khái niệm handicap này nó không tồn tại trong việc làm game của EA. Ở công ty chúng tôi không gọi cái đó là handicap, cho nên là tôi có thể khẳng định rằng handicap không có thật. Cho nên ấy, cái thuật ngữ handicap nó không đến từ nhà làm game mà nó đến từ người chơi. Thì cái thuật ngữ này đâu có được ai công nhận đâu, chỉ có cộng đồng người chơi tự nói với nhau như vậy thôi. Cho nên là người ta, bản thân nhà làm game chắc chắn sẽ trả lời rằng không tồn tại handicap. Bởi vì khái niệm này nó không nằm trong từ điển của chúng tôi. Đấy. Tuy nhiên để cho các bạn dễ hiểu hơn thì tôi vẫn gọi nó là handicap. Tôi vẫn gọi nó như vậy để anh em dễ hiểu. Vì chúng ta đã dùng cái từ này quá là lâu rồi. Thì cái handicap này có thật. Với kinh nghiệm chơi FIFA mười mấy năm thì tôi có thể nói rằng handicap có thật. Và nó ảnh hưởng đến tất cả những người chơi, không riêng một đối tượng nào. Những người cầm đội hình khỏe bị handicap, những người cầm đội hình yếu cũng bị handicap, chứ không phải là chỉ những ông nạp nhiều tiền vào đội khỏe thì mới bị. Đấy. Tuy nhiên về tần suất xuất hiện thì những người mà cầm đội hình có lợi thế hơn về mặt lý thuyết, tức là những đội hình mà có chỉ số tổng quát cao, chỉ số tổng quát nha các bạn nha, nhớ là chỉ số tổng quát chứ nó không dựa theo giá tiền đâu, nó dựa theo chỉ số tổng quát. Những ông nào mà cầm cái đội hình mà có chỉ số tổng quát cao á thì thường sẽ bị nớp đi một tí để cho nó cân bằng lại. Đấy, thì cái việc nớp đi một tí này ấy để nó giúp cho cái trận đấu nó được cân bằng hơn thôi. Nhưng về thực tế thì các bạn vẫn mạnh hơn đối phương nha. Tức là các bạn bị giảm khả năng đi nhưng mà các bạn thực ra là vẫn mạnh hơn. Chỉ có điều ấy là nó sinh ra cái cảm giác ức chế, mà thường mà đã ức chế rồi ấy, không còn tập trung vào trận đấu thì nó kìm hãm khả năng sáng tạo và cảm nhận game. Điều này khiến cho những cái ông đấy thường sẽ hay thua khi mà bị đì. Đấy, nó sẽ do con người là chính. Nhiều huấn luyện viên liên tục hỏi về handicap, nói về handicap. Khi trận đấu kết thúc ở phút 90, các huấn luyện viên đưa ra nhiều ý kiến rằng cầu thủ của mình tự dưng bị mất bóng thường xuyên hơn. Ý là bóng cuối đây. Và chuyền lỗi nhiều hơn. Điều này liên quan đến thể lực của cầu thủ. Bởi vì nếu thể lực sa sút, tác động của các chỉ số tổng thể cũng sẽ giảm. Cái này là đúng nha các bạn, cái này là đúng. Cái này ông ấy nói về mặt lý thuyết là đúng, không có gì sai luôn. Chính xác. Cái này là đúng. Thể lực suy giảm nó liên quan đến rất nhiều thứ. Đấy là lý do vì sao mà một cầu thủ mà phong độ cắm xuống ấy. Đấy, theo như là những cái chuyên gia đã mổ cốt và đi gọi là đo đạc thì người ta đo rằng là khi mà phong độ cắm xuống thì nó sẽ giảm đi 6% chỉ số của cầu thủ đó. Đấy, 6% này nó không chỉ liên quan đến những cái chỉ số về mặt vật lý mà nó còn chỉ liên quan đến rất nhiều những cái chỉ số khác. Cái bảng chỉ số mà chúng ta được xem ấy, nó không phải là bảng chỉ số toàn diện của một cầu thủ mà nó sẽ giảm hết.
Đấy, nó sẽ giảm hết. Yeah. Việc mà giảm thể lực nó khiến cho cầu thủ xử lý bóng không được chính xác, điều này là đúng. Điều này là đúng. Tuy nhiên, chúng ta cũng đều hiểu rằng là nếu mà giảm thể lực ấy thì cả hai bên đều bị giảm thể lực chứ. Làm gì có chuyện là một bên bị giảm, một bên không, đúng không? Đấy, cho nên là thường ấy, trong những cái thời điểm bóng cuối hay là kick off thì cái phía phòng ngự thường là sẽ bị ngơ hơn. Vì cái này thì chúng ta thấy quá là rõ rồi. Chúng ta chơi con game này quá lâu để trải nghiệm, bởi vì trận đấu nào nó cũng diễn ra, kick off và bù giờ. Thì cái phía phòng ngự thường là sẽ là phía thua thiệt trong những tình huống đó. À, về mặt thể lực sa sút thì tôi hoàn toàn đồng ý với ông này nhá, là cái việc mà thể lực nó giảm thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của tất cả các cầu thủ. Đấy là lý do vì sao mà những cái cầu thủ mà có nỗ lực đến cùng các bạn, đấy là những cái cầu thủ mà khi mà đội mà đang gặp bất lợi thì họ sẽ được búp cái chỉ số thể lực rất cao. Cristiano Ronaldo mùa 21 TI, hay là rất nhiều những cầu thủ khác kiểu Pavel Nedved các thứ, là các bạn thấy cái điều này, cái chỉ số nỗ lực đến cùng nó thực sự rất có tác dụng. Đó, đấy là nó phản ánh cái này này, là chính xác nha các bạn nhé. Đấy cũng là lý do vì sao mà có rất nhiều người là người ta rất chăm chút và người ta rất để ý đến cái việc mà thay người. Và người ta cũng hay đưa ra những công thức là phút 70 là nên thay người, là vì như vậy. Anh em nhé, cái này thì đúng thôi, chỉ số thể lực quan trọng. Đấy là lý do vì sao mà tôi hay nói với anh em là những cái con như là Kevin De Bruyne mùa Best of World Cup á, anh em chỉ nên dùng trong 70 phút thôi. Một là thay nó vào dự bị, hai là đến lúc đấy là phải nhớ mà thay nó ra. Mọi thứ thì nó đều rất tốt, truyền trọt các thứ, AI ổn, sút ngon. Thế nhưng mà thể lực của nó rất là thấp, chỉ số thể lực nó thấp lắm. Thì tuy nhiên là một cái ông trung vệ thì lại không phải là một ông mà chúng ta sẽ thường xuyên thay người, đúng không? Đa phần là chúng ta sẽ thay tiền vệ cánh, tiền đạo, CDM các thứ. Chứ ít khi chúng ta thay trung vệ lắm. Đấy, cho nên là những cái trung vệ mà chỉ số thể lực quá thấp thì phải để ý. Sẽ thật tốt nếu có kế hoạch nâng cấp AI của thủ môn. Có rất nhiều lỗi của thủ môn nên các huấn luyện viên thường châm chọc chúng tôi. Những lỗi này là thủ môn tấu hài. Cái vấn đề về thủ môn thì chúng ta cũng nói nhiều rồi. Cái bộ animation của thủ môn trong game tương đối dở. Có một số thủ môn thấp bé mà có animation tốt. Ví dụ như là Iker Casillas. Casillas là một thủ môn lùn nhưng mà có animation rất tốt. Đấy. Tuy nhiên thì những vấn đề liên quan đến thủ môn nó không chỉ nằm ở những tình huống on ball. Đấy, nó còn liên quan đến những tình huống đá phạt nữa các bạn nhá. Đặc biệt là trong những tình huống penalty thì các bạn sẽ thấy là những thủ môn thấp bé như Iker Casillas có bắt đúng hướng không với tới bóng, điều này cực kỳ khó chịu. Đó. Thực ra thì ngoài đời cũng vậy thôi, nhưng mà trong game nó diễn ra nhiều hơn. Cái nữa là trong những tựa game bóng đá mà chúng ta chơi ấy, thì cầu thủ không thường xuyên dứt điểm vào góc chữ A như con game này. Chúng ta đều biết là với tựa game FC Online thì chỉ số dứt điểm của các cầu thủ quá cao. Cái câu chuyện mà dứt điểm 120 là chuyện quá bình thường. Có một số cầu thủ hàng tuyển thì sút 130. Thì với những cầu thủ này, cái việc mà họ dứt điểm vào góc gôn, vào góc chữ A rồi sát cột rồi các thứ, đó là những điều thường xuyên diễn ra. Và với những cái kiểu như vậy thì các bạn biết là thủ môn lùn không với tới bóng. Ngày hôm qua David Raya vừa mới có một pha đấy thôi, đúng không? Mohamed Salah quạt quả bóng vào, ông Raya ông biết là ông ấy tay ngắn, cho nên là ông ấy nhích sang một bước để ông ấy bắt cột xa, vì ông sợ Salah ZD mà. Ông ấy biết là tay ông ấy ngắn thì ông ấy phải di chuyển trước. Thì ngay lập tức khi mà David Raya vừa mới di chuyển ra cột xa thì Salah đóng ngay một quả góc gần. Và với việc tay rất ngắn thì Raya bó tay. Tình huống đấy đỡ làm sao được vì lùn. Một điều rất là rõ ràng, đúng không? Thì trong game này thì những thủ môn lùn thì như kiểu Casillas, Ederson các thứ thì khá là hay trong những tình huống phản xạ nhanh. Đối mặt của họ khá tốt bởi vì họ nhanh, tốc độ cao, phản ứng cao các thứ. Tuy nhiên bắt phạt, bắt đá phạt và bắt penalty thì cực kỳ dở, và đến lúc này cũng chưa thể nào mà fix được. Đây, số bàn thắng có thể bị giảm do nâng cấp AI của thủ môn. Đấy, nãy giờ thì chúng ta thấy là chắc cũng phải đâu tầm 3 lần đúng không? 3 lần ông này ông nói đến câu chuyện là họ không muốn giảm cái số lượng bàn thắng. Cũng trùng với cái ý mà mình có nói với các bạn ngay từ đầu thôi.
cái việc mà nâng cái khả năng cản phá hay là AI của hậu vệ các thứ ấy, nó sẽ làm cho bàn thắng nó giảm đi. Và nếu như mà giảm số lượng bàn thắng là người chơi người ta chán hơn đó. Người ta vẫn biết là thủ môn với hậu vệ nó dại, nó đần, nhưng mà bây giờ mà nâng cho nó khôn lên là cái số lượng người bỏ game nó còn nhiều hơn. Người ta cũng phải cân nhắc các bạn ạ. Đấy, người ta phải cân nhắc. Phải chiều số đông thôi. Đấy. Mình chưa xem clip này mình đã nói trúng phóc. Việc giảm số lượng đầu ra bàn thắng có thể làm ảnh hưởng đến sự thú vị của trận đấu. Chúng tôi sẽ giới thiệu hướng phát triển của FC Online cho năm 2024. Đây có lẽ là thử nghiệm mới. Tập trung vào những hướng đi chính chúng tôi coi là quan trọng trong năm sau. Hướng đầu tiên mà đội ngũ phát triển của chúng tôi tập trung là gameplay. Nhiều huấn luyện viên phải chọn điều gì quan trọng nhất khi chơi một trò chơi, đó chắc chắn là gameplay. Đấy là điều mà tôi cũng hay nói với các bạn. Tôi lại tiếp tục là tôi không biết đằng sau ông nói là gì nha, nhưng mà tôi lại chia sẻ cái những gì tôi biết. Không, các bạn lại bảo là ông nhìn video sau ông nói theo video thì nó ra cái gì. Cho nên là tôi phải tạm dừng sau tôi nói cho anh em nghe. Thì tựa game mà chúng ta đang chơi nó vốn dĩ là một tựa game đối kháng, đúng không? Một tựa game đối kháng thì cái xương sống của trò chơi nó vẫn phải là đối kháng. Mặc dù tôi biết rằng là rất nhiều anh em là thích đập thẻ, mở thẻ rồi chinh phục đỏ đen các thứ, đúng, cái đấy thì đúng. Bởi vì là sao? Là người Việt Nam mình cũng thích cái đó. Đấy. Tuy nhiên thì game này vẫn là game đối kháng. Game đối kháng thì những cái mốt chơi mà đối kháng và có sự cạnh tranh mới làm nên cái xương sống của con game này. Nếu như mà cái mốt đối kháng mà nó không còn hấp dẫn, nó không còn tạo ra những cái sự ganh đua và ức chế cho người chơi ấy, thì con game này sẽ chết rất nhanh. Nó phải có sự đối kháng, phải có sự ganh đua, nó phải có mục tiêu để các bạn vào game và chiến thắng. Và đấy chính là điều mà nó phải duy trì. Và đó cũng là lý do vì sao mà những nhà phát hành ở thị trường Hàn Quốc hay là Việt Nam, chúng ta thấy là rất nỗ lực để tạo ra nhiều giải đấu, kể cả giải đấu online hàng tuần, Open Cup cái gì đó, rồi những cái giải One Day Championship đấy, rồi những cái giải như là Galacticos, giải đại chiến văn phòng, giải sinh viên. Đại loại là phải liên tục tạo ra những giải đấu. Bởi vì sao? Phải đẩy cái yếu tố cạnh tranh và đối kháng lên. Nếu không thì người chơi người ta sẽ dần dần cảm thấy không còn hứng thú với game nữa. Đấy, cho nên là đối kháng là điều cực kỳ quan trọng. Nhiều ông vào game bảo sao đá xếp hạng sao phải thế? Đá xếp hạng thì sao lại phải thố? Đá xếp hạng sao lại phải tạt? Những ông đấy là những ông xả. Tôi nói thật là những ông xả. Vì sao? Vì mình chơi game, người ta cũng chơi game. Tôi chơi game của tôi, bạn chơi game của bạn, đúng không? Bạn chơi việc gì là việc của bạn. Bạn thích đá nào là quyền của bạn. Tôi đá thế nào là quyền của tôi. Đấy, chúng ta vào mốt xếp hạng lại bảo là đá thì không phải vì thắng. Thế thì đá vì cái gì? Ông mà không muốn thắng, ông sang mốt giải trí nhá. Ông vào mấy cái mốt không có cạnh tranh ấy. Những cái mốt mà soạt rồi đuổi người rồi các thứ, ông vào đấy mà chơi. Ông vào mốt xếp hạng đấy, để người ta phân đua thứ hạng trong game, rồi ông bảo là sao là đã xếp hạng thôi mà lại phải thế. Đấy là những ông sạc tiêu chuẩn kép. Cái tính đối kháng, cả cái game nó có mỗi cái mốt có tính đối kháng thì ông lại bắt người ta là không được đối kháng. Chúng tôi chưa thể đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của huấn luyện viên. Cái này thì nói đúng này. Do vậy chúng tôi chân thành xin lỗi. Rồi. Ông lại nói được đấy. Trong năm nay có những thử nghiệm về gameplay bao gồm những chiến thuật mới, gameplay mới và cải thiện trải nghiệm. Nhưng dường như chúng tôi chưa đạt đến mức mà những yếu tố này có thể hòa nhập với những yếu tố hiện tại để mang lại một trải nghiệm game tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn vào năm sau và sẽ tập trung đặc biệt vào việc giải quyết nhanh chóng bất kỳ bất tiện nào mà huấn luyện viên đang gặp phải. Thay vì thay đổi để giải quyết sự bất tiện sau khi huấn luyện viên đã trải nghiệm, chúng tôi sẽ tích cực nhận thức trước về những vấn đề dự kiến. Tức là chúng tôi sẽ định hướng trước. Thêm vào đó, đối với những phần có thể ảnh hưởng đến lối chơi, cho dù đó là nội dung hay chỉ số ẩn hay chiến thuật, trước khi cập nhật trò chơi, chúng tôi sẽ tăng cường số lần tiến hành thử nghiệm nội bộ và chơi với người dùng. Thực ra thì cái câu chuyện là thử nghiệm nội bộ với lại chơi với người dùng ấy, người ta nói như thế này là để gì? Là câu giờ.
cái câu này là thường là để câu giờ này. Ví dụ như là chúng tôi đang thử nghiệm, chúng tôi đang thử nghiệm, các bạn cứ từ từ nhá. Người chơi bảo fix đi, fix đi. Đấy, nhưng mà mấy ông này sẽ đang thử nghiệm rồi. Từ từ. Cần phải có được cái sự thử nghiệm nhiều hơn. Chứ còn tôi nói thật với anh em, bất kỳ một cái sản phẩm nào khi mà đang còn nghiên cứu trong phòng lab mà tung ra thị trường kiểu gì cũng phải làm lại. Đấy, các bạn biết rồi, ngay cả là những cái ngành công nghiệp cực kỳ lớn như là một chiếc ô tô, một chiếc điện thoại hay là bất kỳ một cái gì đi nữa, các ông nghiên cứu trong phòng lab không bao giờ nó ra hết được vấn đề, chỉ khi mà người dùng được sử dụng và trải nghiệm trên diện rộng thì lúc đấy feedback nó mới về thì ông mới sửa được chứ. Chứ còn ông ngồi trong phòng lab thì ông có gọi bao nhiêu thằng vào test thì nó cũng chỉ đến thế thôi. Không thể nào hơn được. Nếu như trước đây này xảy ra bất tiện pháp ngay lập tức cải thiện. Đấy. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nhận thức và dự kiến, tức là suy đoán vấn đề. Đấy. Và cố gắng đưa ra sự duy trì ổn định. Ý là sẽ thay đổi cái cách tiếp cận. Chế độ cốt lõi này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trên các chế độ chơi mà huấn luyện viên thích nhất và chơi nhiều nhất. Đó là chế độ xếp hạng này, một chế độ đặc trưng và nó sẽ tạo ra môi trường PvP mà huấn luyện viên có thể đắm chìm hơn thông qua các thay đổi và cải tiến. Những thay đổi trong chế độ cốt lõi này sẽ không làm ảnh hưởng đến sự thuận tiện của huấn luyện viên. Hướng thứ ba là sẽ tăng cường yếu tố trải nghiệm nâng cao. Chúng tôi sẽ... Mấy cái tính năng này thì có rồi mà, tính năng Team Color, Clubhouse, các thứ này thì có rồi. Vì nội dung của chúng tôi đề cập là hệ thống cốt lõi để phát triển cầu thủ và câu lạc bộ. Sẽ có những thay đổi trong những khía cạnh cần được bổ sung và cải thiện về cân bằng và sự thuận tiện. Tôi sẽ tiếp tục tăng cường chăm sóc và đưa ra những nội dung phù hợp với người chơi cho từng hoàn cảnh cụ thể cho nãy giờ là cái đoạn giảng bài giống như anh em mình đang ngồi học những cái tiết học ngày xưa. Tức là thầy giáo là cứ lên cầm sách giáo khoa viết hết tất cả mọi thứ trong sách lên bảng. Học đấy. Kế hoạch cải thiện để xem lại những bản ghi từ các trận đấu trước đây. Tức là có thể lưu lại một trận đấu nào đấy ở trong game để xem lại ấy hả? Nghe nó ảo nhỉ? Mini Fayon là cái gì ta? Không biết cái này. Tăng cường yếu tố cộng đồng. Cải thiện dịch vụ. Có nhiều thiếu sót trong việc cung cấp dịch vụ cho chơi ổn định. Server à? Chắc là server à? Cố gắng hết sức mình để đảm bảo rằng năm sau sẽ là một năm cực kỳ cải thiện. Bây giờ cải thiện là đơn giản thôi. Mỗi tháng nhà làm game tặng cho những streamer như tôi ít tiền để tôi có thể nói tốt hơn. Đấy. Thì thế thì tôi thấy là hoàn toàn hợp lý anh em ạ. Nhân đây là có đại diện của nhà phát hành nào đang xem thì tôi cũng muốn gửi gắm những cái lời này. Thay vì là thể hiện quan điểm một cách bức xúc thì tôi có thể là nói nhẹ nhàng hơn. Đấy, phù hợp với thuần phong mỹ tục hơn. Hết. Đấy là những gì mà chúng ta được xem ở cái video showcase của Hàn Quốc. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.